các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Diễn viên Sam thuê biệt thự riêng gần biển để tự cách ly hết tháng 4. Sau khi xem xong clip, rất nhiều khán giả ngưỡng mộ không gian cách ly sang chảnh, tiện nghi và đầy ắp mọi thứ của Sam. Mới đây trên kênh YouTube của diễn viên Sam đã đăng tải một clip quay lại cảnh nơi cách ly của cô suốt thời gian vừa qua. Cô nói, nhiều người cứ thắc mắc vì sao trong 2 tuần qua trên kênh YouTube của tôi không đăng tải clip nào và cũng không thấy tin tức gì về tôi. Thực sự trong 2 tuần qua tôi không có một hoạt động gì nên rất rảnh. Trong cả tháng 4 này và 15 ngày vừa qua tôi không hoạt động, không được ghi hình bất cứ chương trình nào nên không có cái gì để quay clip cho mọi người coi hết. Một tuần vừa qua tôi đã dọn đến căn biệt thự này để trốn dịch và tự cách ly. Tôi tự dự định sẽ ở đây trong 2 tuần tiếp theo để cách ly với toàn xã hội và đang cảm thấy rất thoải mái. Căn biệt thự này không ở Sài Gòn mà nằm ở một vùng biển. Tôi thuê chỗ này để tự cách ly một cách nghiêm ngặt theo yêu cầu của nhà nước. Tôi là người thích không khí thoáng đãng, mà ở trong nhà lâu sẽ bị ngột ngạt nên buộc phải rời Sài Gòn ra thuê ở đây để được gần biển, gần thiên nhiên. Có thể tôi sẽ ở đây tới hết tháng 4. Nói rồi Sam đi một vòng quanh biệt thự để giới thiệu với mọi người. Đa số khán giả đều choáng ngợp trước căn biệt thự sang chảnh của Sam với diện tích cả 100m², chia làm nhiều phòng lớn nhỏ và không gian vô cùng đẳng cấp, tiện nghi. Phía trước căn biệt thự là một sân lớn trồng rất nhiều cây cối, phía sau lại là một hồ bơi cỡ bự và có view nhìn thẳng ra biển. Chỉ cần mở cửa là thấy biển. Bên cạnh hồ bơi còn có một sân chơi rộng để Sam ra thư giãn, tận hưởng không khí mỗi ngày. Trong căn biệt thự, Sam còn đầu tư một màn hình máy tính lớn để chơi game. Nữ diễn viên cho biết cô rất thích chơi game. Để chuẩn bị cho việc cách ly, Sam đã mua rất nhiều đồ ăn tích trữ trong căn biệt thự. Cô nói, hiện tại việc mua đồ ăn khá khó khăn nên tôi đã dự trữ rất nhiều đồ ăn tại đây. Hồi trước tôi là người không thích nấu ăn và không biết nấu ăn, nhưng vì dịch bệnh tôi phải ở nhà. Có quá nhiều thời gian rảnh nên cũng ngứa tai muốn nấu ăn. Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định dành thời gian này để tập nấu ăn. Tôi đã tập nấu khá nhiều món và cũng thất bại khá nhiều. Tôi mua rất nhiều gia vị, đồ chế biến các kiểu. Mọi người cứ tưởng tôi sành nấu ăn nên mua nhiều đồ, nhưng thực ra vì không rành nấu ăn nên mới phải mua hết tùm lum, có gì còn dùng. Dù không biết nấu ăn nhưng Sam mua rất nhiều gia vị, mắm muối, nguyên liệu nấu nướng như bột các loại. Cô sử dụng tới lui hai chiếc tủ lạnh cỡ lớn để chất đồ ăn dự trữ. Trong đó một chiếc tủ lạnh đựng xúc xích, tôm, thịt, cá đông lạnh đủ loại kèm rau củ quả. Gần đó là một chiếc tủ lạnh nhỏ hơn để riêng nước ngọt, trái cây. Trong các tủ kệ bếp, Sam còn dự trữ hàng trăm hộp cơm ăn liền, mì ăn liền, canh ăn liền và các loại đồ hộp đóng gói sẵn. Sam còn tự tin khoe với khán giả hai món ăn mình mới làm là mực nướng và mực xào. Đây là hai món đầu tiên Sam nấu thành công nên cảm thấy khá tự hào về bản thân. Sau khi xem xong clip, rất nhiều khán giả ngưỡng mộ sự chịu chơi, đầu tư của Sam để thực hiện cách ly. Bản thân Sam cũng nói, tôi cố gắng để có tiền mua được một căn biệt thự như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.